Kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tiếp theo buổi lễ giỗ tổ ngành sân khấu được tổ chức tại phòng thu hình đài truyền hình SVTN trong chương trình cổ nhạc phương Nam do nghệ sĩ Tuấn Châu và các nghệ sĩ phụ trách. Từ tiếng hát đơn sơ thầy đã dạy con nhịp nhàng âm điệu để cho con cất cao tiếng hát tình tư quê hương theo dấu nhà. Kế đến, nghệ sĩ Chí Tâm đọc bài do ông đã soạn về vị tổ khai sáng ngành sân khấu cải lương. Hôm nay là ngày giỗ tổ nghệ thuật sân khấu cải lương đánh dấu 100 năm của nghề hát, nên chúng con là những người làm nghệ thuật quy tụ về đây bày hoa quả hương đăng lễ vật dâng cúng nguyện cầu chư vị thánh tổ hiển linh chứng giám cho lòng hậu bối chúng con thành tâm vọng bái. Nghề nào cũng có những vị tổ sư, những sư tổ trao truyền dạy bảo chúng ta là những đàn hậu bối, luôn nhớ ơn thầy tổ mới xứng đáng là người tác nghiệp hành nghề. Ông bà xưa có câu là ẩm thủy tư nguyên, nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Với tinh thần tôn sư trọng đạo, không thầy đố mày làm nên. Theo quan niệm về ông tổ trong nghề hát thì có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho đó là khái niệm tôn kính chứ không phải là một nhân vật nào cụ thể. Bởi vì người ta hay hỏi ông tổ là ai vậy? Thì hậu sinh của chúng ta thì làm sao biết được cái tên của ông vị tổ khai sáng là người nào. Nhưng mà đó là một cái hoài niệm, cái khái niệm về tôn kính thôi. Theo lời của nghệ sĩ Thành Tôn cho rằng ông tổ nghề hát là ông Càn.
Càng đây là nghĩa là càng khôn, vì nghệ thuật hát bội nhằm lý giải những điều thuận nghịch của càng khôn. Còn nhà nghiên cứu hát bội Đinh Bằng Phi thì chia khái niệm tổ ra thành 4 loại tổ khác nhau. Tổ nghiệp là sự thừa kế về lĩnh vực chuyên môn. Tổ sư là gồm tất cả những nghệ sĩ tiền bối lớp trước dạy cho lớp sau. Tổ pháp là những quy phạm khi hành nghề, như là những điều cấm kỵ lên sân khấu không được mang quốc vong, rồi không được gõ sông lan bất tử, rồi có không mang trái thị vô trong sân khấu, rồi cử những người bốn mắt đừng có nên vào sân khấu, đừng có vô sân khấu, tức là có bầu. Còn tổ pháp là đó là những quy phạm khi hành nghề. Còn tổ vật là tổ vật chất hóa một số biểu tượng, giống như thờ cúng cây đao, cây thương hay cây kiếm của một vị thầy của mình đã múa hát, hoặc là cây đàn để đưa lên gọi là tổ vật. Tại sao chúng ta lại chọn ngày 12 tháng 8 âm lịch làm ngày giỗ tổ? Có người lý giải rằng đó là ngày vua Đường Minh Hoàng nằm mơ du nguyệt điện ở trên cung trăng, gặp gỡ Hằng Nga và thấy các nàng tiên nữ múa hát đẹp mắt. Khi vua quay về lại trái đất thì mới dạy lại cho cung nữ ca nhi những điệu ca, điệu múa ấy. Cho đến ngày 15 tháng 8 là lễ trăng tròn, làm lễ vọng nguyệt nhớ Hằng Nga cũng vào tiết trung thu, tức là sau ngày giỗ tổ 3 ngày. Vâng. Theo truyền thuyết thì có bà quyền nữ tên là Phạm Thị Trân sống vào đời nhà Đinh, tức là đầu của thời các vua như là Đinh Lê Lý Trần. Nhà Đinh vào năm 968 đến 980 thì bà Phạm Thị Trân vốn là người ở quê ở Hồng Châu thuộc tỉnh Hải Hưng bây giờ. Bà có tài sắc giỏi về đàn ca múa hát và làm trò trong đám hí phường. Đời vua Đinh Tiên Hoàng, Viên Quang ở Hồng Châu tiến cử bà lên cung, phong chức cho bà là ưu bà, chuyên dạy múa hát trong nhạc viện cung đình. Đời sau tôn bà là vị tổ của tuồng chèo. Lại cách tại các nhà thờ, bài vị của bà thường đặt ở giữa. Thành ra những cái bàn thờ tổ có một người nữ ngồi giữa và hai ông ngồi hai bên. Và ngoài ra thì người ta còn thấy hai bên thờ hai ông như là ông Đào Văn Xó và ông Đặng Hồng Lân. Hình tượng linh vị tổ đó thì được tạc bằng gỗ nha, chân tay thì có khớp để đặt ngồi được vững vàng và để dễ dàng thay đổi áo quần hai lần trong một năm. Tượng nào cũng đội khăn màu vàng, màu xanh, màu đỏ và đều có bài ngà hoặc là khánh vàng hoặc là ngân tiền. Trên thì có ghi chữ Anh Linh Thái Bình hoặc là Quyền Diệu hay là Linh Hiển. Dạ, yeah. Tại trụ sở của hội sân khấu thì thờ 12 ông làng, còn gọi là thập nhị ông làng. Thập nhị ông làng này được giải thích là sĩ nông công thương ngư tiều canh mục công hầu khanh tướng. 12 hình tướng này là biểu tượng của mọi thành phần trong xã hội. Như vậy thì ông làng ở đây còn có nghĩa là khán giả, là những người được miêu tả trên sân khấu, đồng thời cũng là người phán quyết giá trị nghệ thuật của vở diễn. Lại có nơi người ta giải thích là ba vị thánh tổ, tức là tam vị thánh tổ là vị hoàng tử nè, rồi người ăn mày nè và tên ăn trộm, là những người đã tạo lập ra đoàn hát. Vì nghệ thuật sân khấu là nghệ thuật hóa thân, trong cuộc sống tài nghệ hóa thân của ba người kia chuẩn mực, và nghệ sĩ luôn luôn phấn đấu nghề nghiệp của mình để theo chuẩn mực đó, nên có tục lệ là nghệ sĩ không được cho tiền người xin ăn. Dạ. Và ăn trộm ăn cướp không bao giờ đánh cướp của gánh hát. Dạ. Một giả thuyết khác thì có nơi thờ nhị vị ông làng, cho rằng đó là ông Đặng Hồng Lân và ông Đào Văn Xó. Nhưng cũng có người giải thích đó là ông Đào Duy Từ, năm 1572 đến năm 1634. Và ông Càn Cương Hầu được vua Minh Mạng trọng dụng, dạy cho các nghệ nhân hát điệu bắc, điệu khách, v.v. Có người cho rằng tượng bên phải không phải là bà Phạm Thị Trân mà là ông Đông Phương Sóc, còn tượng kế bên tả đó là ông Đào Tá Hán, mà ông Đào Tá Hán là cha của ông Đào Duy Từ. Ông Đào Duy Từ được nhắc nhở nhiều vì ông có công truyền dạy và phát triển ngành nghề từ Bắc Trung Nam. Ông sinh năm 1572 và mất vào năm 1634 tuổi, năm 1644, hưởng thọ được 62 tuổi. Sau này thì có các bậc tiền bối là giải thích nhị vị ông làng còn là hai vị hoàng tử. Cái truyền thuyết này thì hồi đi học hát thì thầy Yên Sơn cũng nói cho con nghe là có hai vị hoàng tử đó, vì mê nghề hát quá mà khi mà đoàn dọn đi thì hai vị hoàng tử trốn đi theo đoàn hát.
rồi quan quân triều đình mới đuổi bắt, thì vị vị hoàng tử không muốn trở về nên trốn tránh trên cái cây cây vong mà sau này người ta làm guốc đó, guốc vong đó, cho đến chết đói, chết vì đói lạnh. Đoạn hát cảm động tấm lòng đam mê của nhị vị hoàng tử nên mới làm cốt tượng bằng gỗ vong để thờ. Nhị vị ông hoàng, đó là nhị vị ông hoàng tử mà sao người miền Nam chúng ta gọi trại trại riết là thành ông làng. Thành ông làng. Những người nghệ sĩ luôn đặt niềm tin vào tổ nghiệp nên mỗi lúc trước khi ra bước ra sân khấu đều chắp tay khấn nguyện: tam vị thánh tổ, thập nhị ông làng, xin phù hộ cho con nghề nghiệp được phát triển tinh chuyên, được lòng thương yêu của khán giả bốn phương. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị niên trưởng, quý bạn đồng nghiệp, không phân biệt bộ môn nào, cải lương, kịch nói, điện ảnh, ca nhạc, các ban ngành nghệ thuật sân khấu nói chung, trong đó không biết có nói tới cameraman không, thì các camera đang quay mình, nhà nghệ thuật. Vâng, thì đó là không phân biệt bộ môn nào, miễn là mình có cái tinh thần phục vụ cho văn nghệ. Thì xin chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn, nghề nghiệp thăng tiến để phục vụ bà con, luôn được lòng thương yêu của khán thính giả bốn phương. Làm nghề nhớ tổ nhớ tông, tổ cho phúc lộc thành công mọi bề, 12 tháng 8 quay về, mừng ngày dỗ tổ hương thề kính dân. Nam mô chư vị thánh tổ, xin hiển linh chứng giám.